Hello xin chào các bác, ờ, hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách chúng ta có thể dán được cái kính cường lực cho Samsung Galaxy S24 Ultra Rồi, trong cái bộ này thì nó sẽ bao gồm là một cái kính cường lực này Đấy Một cái kính cường lực, đấy, rồi Và cái bộ dụng cụ hỗ trợ dán, nó bao gồm khăn lau, các thứ ở trong cái túi này Đấy ngoài ra thì nó không còn cái gì nữa. À, bây giờ thì các bác cùng xem cái thao tác dán. Chúng ta sẽ phải làm sạch cái bề mặt của màn hình trước khi dán. Ở đây thì nó có một cái khăn ướt. À, cái khăn này là khăn ướt này. Chúng ta sẽ sử dụng cái khăn ướt để lau sạch cái phần màn hình. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái khăn khô. À, lau lại. Ngoài ra thì đi kèm theo cái bộ này nó còn có mấy cái giấy lấy bụi. thì các bạn có thể là Lột ra để lấy bụi trong trường hợp mà chúng ta cảm thấy là có bụi ở trên bề mặt Ok, dán cái kính cương lực này thì rất là đơn giản thôi Chúng ta sẽ lột cái kính cương lừng này ra Đó, chúng ta sẽ lột ra à, Sau khi lột ra rồi thì chúng ta sẽ uh, ướm cho nó vừa khít vào cái phần màn hình à, ướm vừa khít vào cái phần màn hình các bạn nhé à, Đây là cái miếng dán uh, kính từ tính. Thế cho nên là khi mà các bác đã đặt à, vừa khít rồi thì các bác ấn nó vào phần giữa, giữa màn. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào cái phần giữa màn để cho kính nó sẽ tự nó sẽ tự à, ăn kín cái phần màn hình luôn. Đấy các bác có thể nhìn thấy. À, ở những cái điểm mà nó nó không lan được kín hết cái phần màn hình ấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái khăn. Ta lấy lấy tay chúng ta biết đẩy cái bọt khí nó ra là ok. Đấy rất là đơn giản và bây giờ em sẽ test nước cho các bác xem là cái độ trơn của nó như thế nào Đấy, em sẽ giỏ nước lên trên cái bề mặt của cái kính này các bác thấy hiệu ứng lá sen chưa à, cực kỳ trơn luôn với cái um, hiệu ứng lá sen này thì các bác uh, sử dụng rất là thích nó khác so với những cái dòng uh, màn hình cong của samsung trước đây mà chúng ta không thể dán được kính cường lực uh, hoặc là chúng ta sẽ phải sử dụng cái kính cường lực uh, keo loạt đối với cái uh, chiếc Samsung Galaxy S24 Ultra này, chúng ta hoàn toàn có thể dán kính cường lực uh, sẵn keo. Đấy. cảm giác uh, sau khi dán này nó rất là mượt, các bác có thể nhìn thấy, cực kỳ mượt luôn. À, bây giờ em sẽ test thử cái kính cường lực này cho bác cùng xem về chất lượng của cái kính cường lực này. Đầu tiên thì em sẽ lấy cái uh, kéo, em sẽ test thử. Đấy. Đấy. Nó không hề hấn gì luôn, các bác có thể nhìn thấy. Đây. À cái một cái chổi sắt cho các bác nhá chổi sắt rất là sắc luôn do it. rồi Don't let your dream... đấy các bác có thể nhìn thấy so Make rồi đấy các bác có thể nhìn thấy đây thì nó cũng không không hề hấn gì luôn à, kính cường lực thì nó bảo vệ cực kỳ tốt luôn và đặc biệt là nó dùng rất là thích. Nice. Ok, vậy là dán một cái chiếc kính cường lực cho Samsung Galaxy S24 Ultra thì rất là đơn giản. các bác cần tham khảo ốp lưng, dán kính cường lực hoặc là dán skin cho chiếc Samsung Galaxy S24 Ultra. À mời các bác qua số 24 ngõ 70 tháng A hoặc truy cập website phụ kiện samsung com Cảm ơn các bác.